Tối qua ngày 8 tháng 5, đội cảnh sát kinh tế công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện một nhóm thanh niên thuê trọ trên địa bàn có dấu hiệu mua bán khí cười, chuyên cung cấp số lượng lớn cho các quán bar và karaoke giải trí. Cụ thể, phối hợp với công an phường Hòa Khê kiểm tra nhà trọ tại số 22 trên 37 đường Thúc Tề do NTP 22 tuổi quê tỉnh Quảng Bình thuê ở cùng nhóm bạn. Công an quận phát hiện ở đây có chứa 22 bình khí cười N2O loại 3 kg và 14 vỏ bình kim loại đã qua sử dụng, 4 túi vải đựng bình khí, 1 máy sấy để kho. Qua làm việc, tất cả số khí cười trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Thanh niên này thừa nhận đã mua khí cười trên từ các tỉnh phía Bắc đem về nơi trọ cất giấu. Mỗi khi có yêu cầu từ các quán bar hay cơ sở kinh doanh vui chơi, giải trí, cả nhóm sẽ cùng ngụy trang bình khí bên trong các túi thể thao và vận chuyển đến tận nơi. Số tiền có được nhóm này dùng để ăn chơi, sử dụng khí cười và tiêu xài cá nhân. Hiện vụ việc đang được xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.